Đường ẩm thực Phan Xích Long thay áo mới, hàng quán đông vui trở lại. Sau thời gian ảnh hưởng đại dịch, các mặt bằng trống trên đường ẩm thực Phan Xích Long, thành phố Hồ Chí Minh đã dần phủ kín bởi các thương hiệu ẩm thực nội lẫn ngoại. Đường Phan Xích Long sôm tụ trở lại. Những ngày này, dọc đường Phan Xích Long, từ ngã tư Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu đến đường Vạn Kiếp và các cung đường xung quanh đang được thay áo mới. Vỉa hè các con đường đều được lát lại đá khiến cả khu vực cũng trở nên sôi động. Thay vì cả chục mặt bằng để trống như 3 tháng trước, đến ngày 10 tháng 8, chỉ còn vỏn vẹn 3 địa chỉ treo biển cho thuê. Trong đó, nhiều hàng quán được thuê mới, không ít thương hiệu ẩm thực cũng lần đầu xuất hiện trên đường Phan Xích Long và đang trong giai đoạn hoàn thiện để mở cửa đón khách. Trao đổi với các báo đại diện một hệ thống thức uống cho biết so với giai đoạn đầu năm, hiện đường Phan Xích Long đã phủ kín như trước dịch. Các hàng quán, tiệm đồ uống cũng mở lại sôm tụ dù giá mặt bằng dao động 8.000, 10.000 đô la Mỹ một tháng. Do con đường được đề xuất làm phố ẩm thực, vỉa hè cũng được chỉnh trang nên các doanh nghiệp rất háo hức chờ ngày tuyến phố ẩm thực chính thức mở cửa. Chúng tôi kỳ vọng khi đường phố được chỉnh trang, lượng khách đổ về sẽ nhiều hơn, nhất là vào buổi tối, giúp doanh thu các doanh nghiệp cải thiện trong bối cảnh khó khăn hiện nay, vị này nói. Hàng quán kỳ vọng hút du khách. Không chỉ các hàng quán mặt tiền đường Phan Xích Long, anh Nguyễn Đức Nhật Thuận, chủ quán Cà Mẹn, cho biết các quán ở những con đường xung quanh cũng hưởng lợi khi tuyến phố này trở thành phố ẩm thực. Khi đó, bên cạnh khách quen, các quán sẽ có thêm lượng thực khách mới là du khách các nơi đến trải nghiệm. Trước đó, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả rà soát xây dựng đề án phố ẩm thực Phan Xích Long thuộc đề án phát triển kinh tế ban đêm do quận Phú Nhuận đề xuất. Theo lộ trình thực hiện đến năm 2025, khu Phan Xích Long sẽ được thí điểm phố ẩm thực và hệ thống các hoạt động phụ trợ. Phố ẩm thực Phan Xích Long sẽ hoạt động vào cuối năm. Thành phố Hồ Chí Minh Phú Nhuận sẽ khai trương phố ẩm thực Phan Xích Long vào tháng 12. Thực khách có thể tải ứng dụng để tìm kiếm quán ăn, khảo sát giá cả. Thông tin được ông Đỗ Đăng Ái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, cho biết ngày 3 tháng 11. Phố ẩm thực dài hơn 1,5 km từ ngã tư Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu đến đường Vạn Kiếp, bao gồm trục đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu và toàn bộ tuyến nhánh mang tên các loài hoa. Phạm vi phố ẩm thực nằm trên 3 phường 1, 2, 7 của quận. Thời gian qua địa phương đã đầu tư hạ tầng như lát đá vỉa hè, giải phân cách, đèn. Quận sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè đường Hoa Phượng làm bãi đậu ô tô có thu phí. Xe máy được gửi ở khuôn viên nhà thi đấu Rạch Miễu và một phần vỉa hè đường Trường Sa. Thời gian hoạt động của khu phố không quá 24h mỗi ngày. Hiện, khu vực này có hơn 250 hộ kinh doanh. Theo ông Ái, toàn bộ hoạt động sẽ được quản lý bằng app, ứng dụng, có tên phố ẩm thực Phan Xích Long. Ứng dụng sẽ kết nối ba bên gồm cơ quan quản lý, chủ kinh doanh và thực khách. Người kinh doanh sẽ khai báo các thông tin hoạt động, địa chỉ, thực đơn, giá cả món ăn. Chính quyền căn cứ vào đó để quản lý, ví dụ giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của quán hết hạn sẽ được tự động nhắc nhở. Thực khách có thể tìm kiếm quán, đặt bàn, chọn món, xem giá cả, thanh toán qua app. Lãnh đạo quận Phú Nhuận cho biết đường Phan Xích Long vốn sầm uất là địa điểm được thực khách tìm đến thời gian qua. Tuy nhiên, khu vực này nhiều hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, chưa được quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi phố ẩm thực hoạt động, vai trò quản lý nhà nước sẽ rõ ràng, quy củ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho thực khách. Ngay cạnh phố ẩm thực này còn có khu vực đi bộ, bến đường thủy trên kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Theo đánh giá của Sở Công Thương, đường ẩm thực sẽ tạo không gian giải trí, tham quan, vui chơi cho người dân, đẩy mạnh du lịch, phát triển kinh tế đêm. Tuyến đường thời gian qua tập trung nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng. Thành phố Hồ Chí Minh đang có 7 phố đêm gồm 2 phố đi bộ Bùi Viện và Nguyễn Huệ, đều ở quận 1, 5 phố ẩm thực là Hồ Thị Kỷ và Kỳ Đại Quang Trung cùng ở quận 10, Vĩnh Khánh, quận 4, Hậu Giang, quận 6, Nguyễn Thượng Hiền, quận 3. Mới đây, huyện Bình Chánh kiến nghị mở phố đêm Trung Sơn, hoạt động từ 18-24h mỗi ngày, với 252 gian hàng, đầu tư theo hình thức xã hội hóa.
và quán ăn của mang hương vị của Hồng Kông Trung Quốc anh chị ha. Có thêm một quán nằm ở cái chỗ New World quận nhất anh chị. Trong đây cũng có rất là nhiều quán mà phần lớn là quán cà phê thôi anh chị. Ok, em sẽ đi ra lại nha anh chị ơi. À, trong mấy con đường hoa xứ trong đây cũng có nhiều quán ăn Hàn Quốc lắm anh chị. Đông khách ăn tại chỗ và cũng có nhiều khách mua mang về hoặc đặt qua các app như Grab, Now Foodie, Gojek. Ở đây có món sushi, Highland cà phê. Ồ, cái quán đẹp quá anh chị ha. Cái quán đẹp anh chị ơi. Cà phê Amazon em chưa uống lần nào. À, món Thái anh chị, món Thái espresso. Trà sữa Gongcha. Nhà hiệu này lâu lắm rồi, nó còn sống tới hôm nay, quả là một sự kỳ tích anh chị. Ăn được phúc. Bon Chon. Ồ, có nhiều cái quán nó mới quá anh chị. Cái thương hiệu nó mới qua Việt Nam luôn á, em mới đọc luôn á. Ồ, quả là con đường này có nhiều món ăn, nhất là món Thái anh chị. Nhất là món Thái, thứ hai là món món Nhật anh chị. Thái, Nhật và Trung Quốc. Ở đây có một cái quán nhìn quá đẹp luôn, không biết là quán gì đây. Quán của Nhật anh chị ơi. Sushi, Kokado. Trên con đường này tập trung rất là nhiều ngân hàng anh chị. Cà phê. Rồi Bít Tết Diệu Phát anh chị. Bít Tết Diệu Phát nè. Đây là bò sinh đôi. À, bò sinh đôi. Quán nghe lạ quá anh chị ha. Đây là nướng băng chuyền. Kichi Kichi. Gogi. Quán nướng Hàn Quốc. Biwi. Nhật Bản. Biwi món nướng của Hàn Quốc anh chị. Món ăn Nhật Bản. Sushira. Ồ, trên con đường này món Hàn Quốc nhiều quá anh chị ơi. Món nướng Hàn Quốc rất nhiều anh chị. Sumo. Quán này đông khách anh chị ơi. Phela. Phela không biết là cái quán này thì nó mang trà sữa nước uống anh chị. Phela trà sữa nước uống. Starbucks cà phê anh chị ơi. Siêu thị. Coi. Con đường này có hai quán trà sữa coi rồi đó anh chị. À, đây là Karaoke Night. Chill Tea cà phê. Này có khách sạn anh chị ơi. Khách sạn này đẹp quá. Ồ, đây có một cái quán bar nhỏ nhỏ của Nhật nữa anh chị. Đi dạo vòng đây luôn anh chị nha. Phúc Long cà phê nè anh chị. Em đi dạo một vòng xung quanh đây luôn anh chị ơi. Phúc Long cà phê. Rồi ẩu. Buffet. Ồ, thương hiệu này cũng mới á. Giờ lâu rồi em không đi ngang qua đây cho nên thấy nó mới, chắc đi ngang thường xuyên hoặc là đi ăn nhiều mình sẽ biết. Papa Kitchen. Chicken. Món này có đầy lâu lắm rồi anh chị. Cà phê muối. Cái quán này thì cũng mới ở đây ha. Còn ở góc này thì có mấy quán cà phê cũng lâu lắm rồi anh chị. Coffee House, Highland cà phê. Cái quán này thì có mặt đây lâu rồi. Em nhớ đoạn này có một cái quán là bún chả Hà Nội mà sao giờ không thấy nữa rồi. Chắc họ chuyển mặt bằng đi khác. Ok, đây tiếp tục là những món ăn sữa nè, trà sữa nè, tạp hóa nè.
rồi trái cây nhập khẩu nè anh chị, Sakati, mì Quảng, Mỹ Sơn, karaoke. Cái đoạn này thì có một số quán cà phê và khách sạn, quán bar nho nhỏ anh chị, quán bar nho nhỏ và một số khách sạn nè. Ẩm thực Huế anh chị, ở đây Cộng đồng Huế luôn nè anh chị. Ở đây Cộng đồng Huế, Việt Hương, chè. Ok, đây là cuối con đường. Và cuối con đường thì có rất nhiều quán ăn, có rất từ lâu đời rồi anh chị ơi. Ở đây có một số món nướng nè. À, món nướng cháo ớt, rất là dân dã, rất là quen thuộc anh chị. Trà sữa. Đây, bún đậu, bún tôm nè anh chị. À, cái đoạn ngay ban ngày thì có mấy món nướng của Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi đó anh chị, khác với nhau. Rồi ok, em quay lại anh chị ơi. Ở đây có món ăn gà rán, hot dog, nước ép rồi nè anh chị. Ồ, cái đoạn này đông quá, quán cà phê đây nhìn thấy nó chiêu quá anh chị. Rất là nhiều trai xinh gái đẹp ở đây anh chị ơi. Ok, em xin phép quay lại anh chị. John Ban Ban, món ăn này không biết của nước nào đây. Đây là một cái quán bar, quán bar nhỏ nhỏ anh chị. Ok, mình cùng đi ra ngoài đường lại anh chị ơi. Ở đây thì có một số quán ăn có từ lâu rồi anh chị, ví dụ mấy quán nhậu này nè. Cái quán nhậu này có lâu lắm rồi, lâu lắc đâu lơ rồi, đông khách từ xưa giờ rồi anh chị. Mấy quán nhậu Bình Dân, đông khách từ xưa giờ rồi. Rảnh là nhậu, trời ơi, rảnh là nhậu. Nghe thấy ghiền luôn. Ốc Bảo anh chị, Ốc Bảo. Những quán ở đây thì ngày thường này với ngày cuối tuần đông khách lắm đây. Alibaba nè. Ok, chúng ta cùng dè qua một số quán nhậu bên đây anh chị. Bên đây có một số quán nhậu khá là đông khách anh chị ơi. Hàu nướng 6.000, cũng có nơi 3.000 một con cũng có luôn anh chị. Mà sao không biết rẻ vậy chứ, cắt được con hàu muốn cày cái móng tay mà có 3.000. Bún chả cá chị ơi, chả cá Hà Nội. Rồi phở khô Gia Lai, phở khô Gia Lai anh chị. Hải sản tươi sống các loại. Bê thui, lẩu bò, bò 65, bò sốt rồi đó anh chị. Quán bar ngon. Bánh xèo, tôm nhảy. Nem nướng, nem nướng anh chị. Đây là những công ty phòng khám chuyên khoa. Ở đây có quán cà phê nhìn cũng đẹp anh chị ơi. Ở đây có Trung Nguyên cà phê luôn anh chị, Trung Nguyên cà phê nè. Rồi tiếp theo là một dãy khách sạn hotel mini. Lẩu bò, Yola, lẩu
Ở đây có món đặc sản Ba Miền. Món đặc sản Ba Miền anh chị. Đây có Lotteria, cơm gà Tam Kỳ, bún riêu, canh bún anh chị. Ok, chúng ta cùng ra lại mặt tiền chị ha. Cái bên này thì ít hơn anh chị, bên này thì ít quán ăn hơn bên kia. Ở đây có một cái quán ăn kem. Bên kia thì có vẻ như là quán ăn nhiều hơn bên đây, bên này khách sạn nhiều hơn bên kia. À, một số món ăn của người Nhật Bản anh chị. Kitchen Hàn Quốc nè. Rồi món này, cái quán này của người Nhật anh chị ơi. Mang hương vị Nhật Bản thôi, không biết người Nhật hay người nào. Bánh kem Oji. Tokyo Deli, món của Nhật anh chị. Kokaku. Kokaku món ăn của Nhật luôn chị ơi. Cơm phố Chợ Lớn. Ở đây có bán cơm phố Chợ Lớn anh chị. À, có bán nhậu cá biển, ốc biển nữa anh chị. Bán nhậu này nhìn thấy đẹp quá. Vị trí khá đẹp anh chị ha. Karaoke. Texas Chicken. Cái thương hiệu này nghe lạ nè. Mid Dark Hardy. Thương hiệu này nghe lạ quá anh chị ơi. Ok, mời anh chị cùng đi tiếp nha. Đây có mấy quán lề đường anh chị, ngồi cũng thoải mái thôi. À, thích bình dân thì ngồi ngoài đường. À, thích một nơi yên tĩnh, sạch sẽ. Món ngon Hà Nội đông khách quá anh chị. Món ngon Hà Nội đông khách quá. Ở đây là cái siêu thị anh chị ơi, có cái siêu thị này. Bánh kem. Ở đây thì có cái cà phê của cái thương hiệu này em nghe thấy lạ nha. Sau này cũng là bác sĩ da liễu, trời ơi đông với trời ơi. Trời ơi sao bác sĩ da liễu đông quá, bệnh nhân đông đúc luôn chị ơi. Chưa thấy phòng khám da liễu này mà bác sĩ lại có lượng bệnh nhân đông vậy luôn đó anh chị. Tôi bán cà phê là đường anh chị. Đây là hủ tiếu mực anh chị, hủ tiếu mực. Cơm gà Tam Kỳ. Ở đây là khu chung cư anh chị nè, chung cư Phan Xích Long anh chị. Lẩu bò, lẩu dê. Lẩu bò hôm nay sao vắng vậy trời. Cơm bò bít tết mì quảng chị ơi. Vắng quá vậy.
tâm. Hồng tâm như thế này là hồng tâm này có hệ thống luôn anh chị. Thì cũng là những cái món ăn mà hồng tâm là hệ thống luôn chị ơi. Nó có nhiều quán ở nhiều quận khác nhau. Có những cái quán mà họ của nó thì nó thuê luôn bốn cái mặt bằng sát nhau anh chị, bốn cái nhà mặt tiền sát nhau luôn, kinh khủng lắm anh chị. Cái nổi thì mặt bằng một tháng nó là 150 triệu, có những địa điểm là một tháng là 150, 160, 170 triệu rồi anh chị. Đây có những quán ăn nữa anh chị ơi, áo quần sushi nha, mì quảng quê tôi, trà sữa, bún chả cá, món Nhật anh chị ơi, món Nhật ở con đường rất là nhiều luôn anh chị. Và đây là trường Anh ngữ Bắc Mỹ, Anh ngữ Bắc Mỹ anh chị. Bánh canh cua, xin phu tan, trà sữa xin phu tan, hủ tiếu sa đéc anh chị, bún đậu gỗ, bún đậu mắm tôm. Ở đường này thì có hai quán bún đậu anh chị. Rồi trà sữa 20.000 và bánh nhú, bánh cuốn nhớ anh chị. Bánh cuốn này khá nổi tiếng ha. Phố ẩm thực rồi anh chị ơi. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video của em. Chúc cho anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc anh chị nha.